Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video tốt của máy phát điện Xuân Trường trong buổi chiều ngày hôm nay. Máy phát điện Xuân Trường vừa dọn xong hai chiếc Janma IDG250VS công suất là 2.5 kVA. Thì đối với một cái công suất như vậy thì bao cho anh em chạy một chiếc điều hòa 12.000 cộng mấy quạt bóng TV, tủ lạnh, điện sáng của gia đình nhé mọi người nhé. Và đối với mức độ chạy như vậy thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ có được khoảng độ 0.4-0.5 lít trên một tiếng thôi nhé mọi người nhé. Đó thì hôm trước bên mình cũng về rất chi là nhiều. Đây đợt này cũng đang về đấy nhé mọi người nhé. Đó bên mình về rất chi là nhiều những cái dòng 250 và những cái dòng 300VS. Thì nhưng mà bên mình sẽ dọn dần dần và dọn xong những cái chiếc nào rồi quay lên cho video clip quý vị các bạn coi nhé mọi người nhé. Thì hôm nay trên cái video này thì bên mình cũng quay lên chi tiết cho mọi người xem giống như những cái video trước. Thì hôm trước thì cũng quay cái video gồm mà hai con 300VS cũng rất nhanh chóng, trong vòng 2 tiếng thì khách cũng đã đặt xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết quay hai con này nhé mọi người nhé. Đây là chiếc đầu tiên này. Đó, tất cả là sơn zin 100% nhé mọi người nhé. Đó, đây mặt bằng cáp lô này. Đó. Đó, mặt bằng cáp lô nhé mọi người nhé. Đây là bên trong này. Bên trong này. Mọi người nhìn đây, lọc gió này, lốc máy này, mọi thứ rất là đẹp này. Chủ đề Hitachi Made in Japan này, mút xốp này mọi người. Đó, còn rất là đẹp luôn nhé mọi người nhá. Đó. Đây là chiếc thứ hai này. Chiếc thứ hai này. Ở đây là mặt bằng cáp lô nhé mọi người nhá. Đây cái này nước mình rửa nước lên nó còn hơi mờ chút nhé mọi người nhá. Đó. Và đây là bên trong này. Đây bên trong chiếc thứ hai nhé mọi người nhá. Đó. Đó mình sẽ quay sơ bộ qua thôi, những dòng này mình quay rất là nhiều rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ bên mình nhá, 0963638495. Mình sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người nhé mọi người nhé. Bên mình về rất là nhiều máy nên là quý vị các bạn cứ yên tâm, hè năm nay bên mình sẽ có đủ máy cấp cho mọi người nhé mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. À đây, em mình sẽ đi nổ. Ok, quên, mình sẽ đi nổ máy này. Để nổ máy. Máy đã nổ nhé mọi người nhé. Con này hết dầu mọi người. Hết dầu. Đó, mình đi nổ chiếc thứ hai đi. Chiếc này bình ắc quy hơi yếu nhé mọi người nhé. Đó, hai chiếc bình ắc quy hơi yếu. Ở chiếc này thì nó lại đang hết dầu nhé mọi người nhé. Bên trong chắc là hết dầu. Đó, còn một tí dầu nó không đủ chạy nhé mọi người nhé. Đó. Ok, thì anh em nào nhu cầu liên hệ bên mình nhé.